mày bên nào? Trời, có cao bé nữa mà nó nói là đây người mẫu không đây người mẫu chờ chờ cà phê tới trễ chờ cà phê đang rỉ rả có rồi cà phê 1, 2, 3 ủa có hả ủa tưởng đâu đang ấy nhá cà phê 1, 2, 3 nè Xin chào các bạn đang đến với kênh Cuộc Sống ở Mỹ Nebraska. Hôm nay là những ngày đầu của mùa thu ở tiểu bang Nebraska. Như các bạn nhìn thấy, khi mùa thu tới, những chiếc lá không còn hẳn là màu xanh, nhưng đã chuyển sang nhiều màu khác nhau. Có thể là màu đỏ, màu hồng, màu vàng, nhưng rồi sẽ rơi rụng trong một vài ngày gần đây. Đây là một trong những cảnh đẹp của bốn mùa ở những tiểu bang thực sự có bốn mùa rõ rệt. Và hôm nay cũng là ngày chủ nhật và cũng là những ngày đầu của mùa thu, khung cảnh rất đẹp. Do đó đại gia đình có hẹn gặp nhau để uống cà phê, ăn sáng và chụp ảnh trong những ngày đầu mùa này. Chờ chờ cà phê. Tới trễ chờ cà phê đang rỉ rả. Có rồi. Cà phê 1, 2, 3 trở lại. Có hả? Ủa? Tưởng đâu đang ấy nhá. Cà phê 1, 2, 3 nè. Cà phê 1, 2, 3 bưng thiền. Cà phê chòi. Mở lại đây. Thấy xe lái xe anh Hiếu rồi, nói anh Hiếu đây sớm hơn mình nữa, mình tưởng mình hẹn 9 giờ. Anh đâu, nó hẹn đó, anh đâu cũng biết đâu. Anh vừa xuống vô quán cà phê, anh vừa ngồi xuống, anh thấy tin nhắn. Anh mới tính là đặt, đưa máy vào tắt điện, anh thấy có tin nhắn, anh đặt anh cho tôi. Đi ra lại bỏ quá rồi hả? Mới là dán gì chứ? Ghê à, chủ nhật kìa. Em mì phải không? Em mì phải không? Trời, có cao bé nữa mà nó nói là không, mặc cái áo đó nó đẹp quá. Bên mấy tuổi Bên quên rồi? Con mấy tuổi? Mười mấy? Dạ con 17. 17 tuổi hả? À? Rồi mày mấy tuổi? Bố hả? Bố à, Bên 17 tuổi rồi. Đây, người mẫu không đây? Người mẫu à, quá trời luôn nè. Người mẫu là không á. Có ăn bì ấy không? Em ăn đi. Không nghe không được rồi, chị Trinh ra đây rồi. Mày là dán gì á? Ủa chồng mày là gì? Nè ba đi, con ăn mấy con ba ăn với con đây nè. Thôi ăn cà phê được rồi. Hả? Thôi là cà phê được rồi. Thôi cà phê được rồi. Ủa? Ly cà phê của ăn ngoài hả? Đâu? Đó. Đây ngoài nè. Trời cục vàng ăn gì cục vàng khỏi ăn ăn cái chỗ này cái gì không ngoại uống cục. Thank you.
Ủa sao nó Quỳnh đi lên trường dạy giáo lý? Ồ vậy hả? Nào không lên đây không? Ba con tự nhiên bỏ cái này bây giờ nó sợ lắm. Hả? Tắt được không? Đúng rồi, cái nước dưới đó nó bị ấy á, nó bị quằn 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 á. Còn phải cho Miley kêu Miley xuống chụp tấm hình nhà nè. Bên 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 làm gì á? Chú Bên hả chú em? Bên bắt cá hả? Nó kêu tắt nước đi, có cá ăn nè. Phone này rồi. Phone anh á. Bắt được hả? Phone anh đâu? Đây nè, ở chỗ xe rồi. Ở xe rồi. Bữa nào qua thăm vườn thỏ canh táo coi nó năm nay nó về thì biết đó, chứ không phải di tản bây giờ coi như không giỏi lắm nhưng mà nó không đóng cửa một hiện tại một ngày cũng có tiên tai đại khái là chăm sóc như thế chứ lo hành cái gì lên ba cái cỏ dại nhiều lúc nhận thấy nó cũng thì mình tuyết nó mắc quá thì đóng cửa nhà hay đóng cửa chợ nó không có đẹp mà nó mình chỉ đóng cửa mình bỏ phân xuống á mình làm biết cái cỏ nó cũng đỡ hơn.